Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Ariston Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu máy nước nóng gián tiếp Slim 2 dòng Lux sử dụng Wi-Fi. Cái công nghệ này nó là công nghệ mới của Ariston, vừa cho ra mắt vào cuối năm 2019. Thì công nghệ sử dụng Wi-Fi này nó có thể điều khiển được cái máy nước nóng, điều khiển tắt mở và sử dụng để tiện lợi bằng qua smartphone điện thoại. Và cái dòng Slim 2 Lux 30 lít này thì nó sử dụng công nghệ ion bạc giúp khử khuẩn nước, và chúng ta sẽ có thể tắm với cái nước nó sạch sẽ hơn. Và thứ hai nữa là nó sử dụng là thanh đốt, công nghệ thanh đốt bằng đồng. Thì công nghệ thanh đốt bằng đồng này giúp là chúng ta nấu nước nóng nó sẽ nhanh hơn. Và nó cũng có hiển thị cái đèn LED hiển thị nhiệt độ khuyên dùng cho chúng ta khi tắm. Về cái hình kích thước máy á, thì cái phụ dòng Lux này á, thì nó phù hợp để lắp cho những cái nhà chung cư mà nó sử dụng gắn âm trần ở bên trên, thì nó sẽ rất là phù hợp để sử dụng cho cái thằng Slim 2 Lux này. Thì hiện tại cái thằng mẫu Slim 2 Lux Wi-Fi này á, thì nó được đang được rất là được mong chờ vào cuối năm 2019 này, và đang được bán tại đại lý Tuấn Đức chúng tôi. Nếu mà quý khách mà có nhu cầu muốn liên hệ đặt hàng thì có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới chi nhánh Hồ Chí Minh và chi nhánh Hà Nội, hoặc là liên hệ vào website tdm.vn. Chúng tôi có dẫn một đường link sản phẩm bên dưới để các bạn xem thêm chi tiết về sản phẩm và đặt hàng và xem giá bán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.